Chào tất cả anh em nhé. Nay mình test rượu đại trà cánh phẳng 2m6, đeo sáo đàn sừng đi 35. Đâm lèo đầu tiên anh em nhá. Khả năng hơi nhẹ đầu. Hơi nhẹ đầu với đâm sai gió. Hơi nhẹ đầu. Cánh cứng thì tất nhiên là nó phải đảo anh em nhá. Để cho anh em lúc lâu rồi biết là diều lên